Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp để đón cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 21 tháng 2 năm 2024, tức ngày 12 tháng 1 âm lịch, ngày Ất Mão, trực, trừ, tốt mọi việc, tuổi xung ngày, Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu, tuổi hợp trong ngày, ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc cục. Giờ hoàng đạo, Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Tây Bắc, hướng Đông Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi thần may mắn ở bên trong ngày thứ tư này sẽ là tuổi Dần, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 21 tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, xem tử vi hôm nay, cục diện tương hình giáng họa, người tuổi Tý nên thận trọng với những công việc mình đang thực hiện. Nếu bạn để xảy ra sai sót thì kẻ xấu sẽ vin vào đó để hãm hại bạn. Người làm kinh tế không nên vội vàng đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh vì tham lam cái lợi trước mắt. Có thể phía sau những lợi ích đó ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn chưa nhận ra khiến bạn rơi vào cảnh mất trắng. Thủy sinh mộc, chuyện tình cảm của con giáp này lại có nhiều điểm sáng. Bạn nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của nửa kia. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, đừng ngại tâm sự với nửa kia, đối phương sẽ đưa ra cho bạn nhiều gợi ý hữu ích. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, nên cẩn thận hơn trong từng công việc đang thực hiện. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, nếu để xảy ra sai sót thì kẻ xấu sẽ nhanh chóng tìm cách hãm hại. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, không nên vội vàng đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh vì tham lợi trước mắt. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, phía sau những lợi ích ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn chưa nhận ra. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nếu gặp vấn đề gì khó khăn, đừng ngại tâm sự với nửa kia. Con số may mắn, 1, 6, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, mộc khắc thổ, người tuổi Sửu không nên chuyện bé xé ra to với nửa kia của mình. Bạn thường xuyên cáu kỉnh với người thân, khiến những người gần gũi nhất với mình tổn thương, đó là điều không nên. Với người độc thân, bạn đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao nên chẳng vừa mắt với ai. Đã đến lúc bạn cần nhìn thẳng vào thực tế, đừng chạy theo những hình bóng ảo tưởng xa vời, chẳng có ai là người hoàn hảo đâu. Thiên tài che chở, con đường tài lộc của bản mệnh lại có nhiều khởi sắc. Bạn nhận được tiền lời lãi từ những mối đầu tư trước đó hoặc được đối tác thanh toán cho những khoản thù lao đã thỏa thuận từ trước đó. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, không nên chuyện bé xé ra to với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, đừng khiến những người thân thiết nhất với mình chịu tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, đặt ra những tiêu chuẩn quá cao nên chẳng vừa mắt với ai. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, được đối tác thanh toán cho những khoản thù lao đã thỏa thuận. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nhận được tiền lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Con số may mắn, 8, 0, giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, tử vi chỉ ra rằng tam hội giúp sức, người tuổi Dần biết trao đổi và dựa dẫm hơn vào mọi người xung quanh, nhờ vậy mà công việc nào cũng tiến triển thuận lợi, trôi chảy hơn hẳn. Người làm kinh tế biết lắng nghe góp ý của khách hàng để thay đổi những điểm chưa tốt trong cách thức làm ăn của mình, nhờ đó bạn ngày càng thu hút được lượng khách hàng lớn hơn, khiến tiền về đầy túi. Nếu có việc cần đi xa trong hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay hỷ thần ở hướng Tây Bắc và tài thần ở hướng Đông Nam. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, biết trao đổi và dựa dẫm hơn vào mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, công việc nào cũng tiến triển thuận lợi, trôi chảy. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, biết lắng nghe góp ý của khách hàng để thay đổi những điểm chưa tốt. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, ngày càng thu hút được lượng khách hàng lớn hơn, khiến tiền về đầy túi. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt. Con số may mắn, 7,
8. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tỷ kiên cản lối, người tuổi Mão nên thay đổi cái tính kiêu ngạo của mình để có thể nhận ra những điểm bản thân còn chưa làm tốt. Đừng cố tình lờ đi những khuyết điểm, bởi như vậy bạn sẽ dậm chân tại chỗ, không tiến bộ được. Với người làm lãnh đạo, con giáp này cần học cách lắng nghe nhân viên nhiều hơn, đừng nên đưa ra những mệnh lệnh có tính áp đặt, trở nên gây những bất mãn trong tập thể, điều đó sẽ khiến hiệu suất công việc suy giảm. Trong ngày mộc vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân, vì thế bạn nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức, kẻo gây nên di chứng. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy nên thay đổi cái tính kiêu ngạo của mình để có thể nhận ra khuyết điểm. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa cần học cách lắng nghe nhân viên nhiều hơn, đừng nên áp đặt. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ chớ gây nên những bất mãn trong tập thể. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc nếu không thay đổi, bạn sẽ dậm chân tại chỗ, không tiến bộ được. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân, hãy giữ gìn sức khỏe. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, tử vi hàng ngày thấy, cục diện tương hại khiến người tuổi Thìn trở thành mục tiêu hãm hại của những kẻ tiểu nhân. Bạn có thể vướng phải những tin đồn thất thiệt dù bản thân không làm gì. Những lúc thế này, bạn cần hết sức bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề tỉnh táo. Đối co với những người không tin tưởng mình chẳng có ích lợi gì, bạn nên dùng kết quả công việc để chứng minh bản thân. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng được êm ấm. Vợ chồng bạn đang ngày một xa cách, do ít tâm sự nên hai người cũng chẳng hiểu nhau nghĩ gì. Nếu tình trạng này kéo dài, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng rạn nứt. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa trở thành mục tiêu hãm hại của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ có thể vướng phải những tin đồn thất thiệt dù bản thân không làm gì. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc cần hết sức bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề tỉnh táo. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim nên dùng kết quả công việc để chứng minh bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy do ít tâm sự nên hai vợ chồng thiếu đi sự đồng cảm, thấu hiểu. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư này, mộc sinh hỏa, người tuổi Tỵ có thể được đón nhận nhiều hạnh phúc trong ngày hôm nay. Người độc thân có thể nhận được lời ngỏ ý làm quen từ những người bạn đã yêu mến từ lâu. Mối quan hệ của hai bạn ấm lên nhanh chóng. Với người có đôi có cặp, hai bạn hiểu được tầm quan trọng của việc trò chuyện và chia sẻ mọi chuyện với nhau. Đôi bên luôn có mặt ở những giây phút quan trọng nhất của nhau, cùng nhau đối diện với mọi sóng gió. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực trừ là ngày tốt để thực hiện những công việc quan trọng. Vì thế bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng, như vậy mới gặp được nhiều điều may mắn, thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, người độc thân có thể nhận được lời ngỏ ý làm quen từ người bạn yêu mến. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hiểu được tầm quan trọng của việc trò chuyện và chia sẻ mọi chuyện. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, vợ chồng luôn có mặt ở những giây phút quan trọng nhất của nhau. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hãy tiếp tục nuôi tham vọng và hướng tới những cái đích xa hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nên sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng, để gặp nhiều may mắn. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, cục diện tương phá gây rối, người tuổi Ngọ nên thận trọng với những quyết định đầu tư, kinh doanh của mình, nhất là trong những lĩnh vực bạn còn thiếu kinh nghiệm, chớ vội nghe theo lời rủ rê của người khác. Công việc bàn giấy cũng gặp nhiều bất lợi trong ngày hôm nay. Bản mệnh cần phải kiểm tra giấy tờ cẩn thận để tránh những sai sót không đáng có, gây thiệt hại cho chính bản thân và cả tập thể. Mộc sinh hỏa, may mắn bản mệnh nhận được tin vui trên lĩnh vực tình cảm. Nửa kia của bạn là một người bao dung và thấu hiểu, luôn tha thứ cho những lỗi lầm không cố ý của bạn. Ở bên người ấy, bạn luôn cảm thấy thật bình yên. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, nên thận trọng với những quyết định đầu tư, kinh doanh. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, chớ vội nghe theo lời rủ rê của người khác trong những lĩnh vực thiếu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, cần phải kiểm tra giấy tờ cẩn thận để tránh những sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Canh Ngọ,
Thổ, nửa kia của bạn là người bao dung và thấu hiểu, luôn tha thứ cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, ở bên người thân, bạn luôn cảm thấy thật bình yên. Con số may mắn 9, 0, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, tím, đỏ, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi hợp tác rất tốt với mọi người xung quanh và đưa ra được nhiều ý tưởng sáng tạo. Hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm của mình trước tập thể, bạn có thể khiến mọi người nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Với người làm kinh tế, hôm nay là thời điểm phù hợp để bạn mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh của mình. Thậm chí dù có vướng phải khó khăn, bạn cũng sẽ được người khác giúp đỡ kịp thời, đạt được cái đích đã đặt ra. Mộc khắc thổ, tiếc rằng công việc bận rộn khiến bạn không còn nhiều thời gian cho gia đình. Hãy cố gắng tìm cách cân bằng sự nghiệp với cuộc sống, không nghiêng quá mức về một bên nào. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hợp tác tốt với mọi người xung quanh và đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm của mình trước tập thể. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, thời điểm phù hợp để bạn mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, được người khác giúp đỡ kịp thời, đạt được cái đích đã đặt ra. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, công việc bận rộn khiến bạn không còn nhiều thời gian cho gia đình. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, Kim khắc Mộc, người tuổi Thân nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Càng là người thân thiết thì bạn càng phải chú ý hơn, đừng khiến cho những người yêu thương bạn nhất lại phải chịu tổn thương nhất. Người độc thân chớ nên giữ quá nhiều mối quan hệ mập mờ cùng một lúc. Bạn cần chân thành hơn trong chuyện tình cảm nếu muốn xây dựng mối quan hệ lâu bền. Muốn người khác thật lòng với mình thì bạn cũng cần thật lòng với người khác. Chính quan tương trợ, phương diện sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến nhanh chóng. Bạn có cách cư xử khéo léo nên được lòng nhiều người xung quanh, bạn làm gì cũng được giúp sức. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, càng là người thân thiết thì bạn càng cần phải chú ý hành xử. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, chớ nên giữ quá nhiều mối quan hệ mập mờ cùng một lúc. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, có cách cư xử khéo léo nên được lòng mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, muốn người khác thật lòng với mình thì bạn cũng cần thật lòng với người khác. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày thấy, cục diện tương xung soi chiếu, người tuổi Dậu thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nên dễ gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân. Trong ngày hôm nay, bạn gặp phải nhiều trục trặc trong công việc do bị kẻ xấu phá hoại. Với người làm lãnh đạo, dù muốn góp ý cho cấp dưới thì bạn cũng nên lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng hơn. Thay vì trách phạt nặng nề, bạn nên tạo động lực để mọi người cùng tiến về phía trước. Kim khắc mộc, chuyện tình cảm cũng đem tới cho con giáp này nhiều nỗi trăn trở. Bạn không nên nghĩ tới chuyện tiến xa hơn với một người khi chưa hiểu rõ về hoàn cảnh của người đó. Quyết định vội vàng có thể đẩy bạn vào thị phi. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, nên dễ gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, gặp phải trục trặc trong công việc do bị kẻ xấu phá hoại. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, muốn góp ý cho người khác thì bạn nên lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, không nên nghĩ tới chuyện tiến xa hơn với một người khi chưa hiểu rõ về người đó. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, quyết định vội vàng có thể đẩy bạn vào thị phi. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất biết mình cần phải làm gì nếu muốn ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Bạn thường đưa ra những quyết định chính xác, thậm chí còn giúp tập thể vượt qua được giai đoạn khúc mắc. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị trong ngày hôm nay. Đôi bên có cùng mục tiêu, cùng cách thức làm việc nên hứa hẹn sẽ hợp tác ăn ý, đem về nhiều lợi nhuận. Tiếc rằng mộc khắc thổ, con giáp này cần thận trọng trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào giữa mối quan hệ. Hãy quan tâm hơn tới nửa kia của mình và chủ động giữ khoảng cách với người khác. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, biết mình cần phải làm gì nếu muốn ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Tuất,
Thổ đưa ra những quyết định chính xác giúp tập thể vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị trong hôm nay. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim cần thận trọng trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện chen chân vào giữa mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy hãy quan tâm hơn tới nửa kia của mình. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay chứng ấn giúp sức người tuổi Hợi giải quyết được mọi vấn đề một cách trôi chảy nhờ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy suốt bấy lâu của mình. Bạn đang khẳng định mình xứng đáng với vị trí hiện tại. Với người cần phải thi cử, ứng tuyển trong ngày hôm nay, hãy tự tin thể hiện những gì mình biết với giám khảo. Bạn có thể sẽ gây ấn tượng với đối phương và được chọn vào vị trí mong muốn. Thủy sinh Mộc, chuyện tình cảm cũng đem tới cho bạn nhiều niềm vui. Vợ chồng bạn đã hiểu rõ lòng nhau sau khi trải qua nhiều khúc mắc. Cả hai trân trọng những gì mình đang có và cùng hướng tới tương lai. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa giải quyết được mọi vấn đề một cách trôi chảy nhờ năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ hãy tự tin thể hiện những gì mình biết với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc vợ chồng bạn đã hiểu rõ lòng nhau sau khi trải qua nhiều khúc mắc. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim trân trọng những gì mình đang có và hướng tới tương lai. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy bạn đang khẳng định mình xứng đáng với vị trí hiện tại. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh lam, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 21 tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Hợi, Dần. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Thìn, Dậu, Mão. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!